Chào vâng, em Hoàng xin kính chào tất cả anh em và các bác. Ở video clip này, em lại tiếp tục lên sóng với tất cả bác. Đó là những mẫu giày tín hiệu AV, ba lăng cái ra bông sen và ba lăng đực cái quảng mã Intox, một trong những dòng giày bên em phân phối rất là nhiều cho tất cả bác nha. Trước khi đi vào video chi tiết thì em sẽ cho tất cả bác cùng xem được chất lõi của dòng giày tín hiệu này nha. Đây, sẽ quay thông số cũng như là loại dặn để cho tất cả bác cùng xem. Mark Intox Intercontinental Cable này. Đó, dòng dây made in USA và dây thiết kế chống nhiễu một chiều nhá. Dây có màu xanh rất là đẹp như thế này. Và dây này có đường kính là 8,5 ly. Và bên trong này, các bác nhìn này. Ngoài cùng thì nó sẽ có một lớp mát chống nhiễu này. Tiếp theo, nó sẽ có một lớp mát giáp giấy bạc như thế này. Đó, giấy bạc nhá. Rồi, bên trong nó sẽ có bốn loại dặn nhá. Hai loại màu đen và hai loại màu đỏ. Bên trong hai loại này thì nó sẽ có những sợi đồng và những sợi đồng mạ bạc như thế này. Đó. Dòng này nó cho một chất âm cực kỳ là đều dại nha các bác. Rất là đều dại luôn. Thường em thi công em sẽ chập hai loại lại một. Đó nên loại của nó rất là to, đánh rất là khỏe nha. Các bác sử dụng cho những dàn âm thanh bại, âm thanh cổ công suất lớn, tiếng cực kỳ là hay và rất là mạnh mẽ nha. Rồi thì bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu cũng như là báo giá tới tất cả bác những cái dòng sản phẩm này nhá. Thứ nhất, đây là những bộ dây tín hiệu AV này. Đó, rất là nhiều AV. Các bác xem cân của em thì cũng biết rồi, đây là một dòng dây em bán rất là nhiều. Và những dòng dây được khách hàng bên em phản hồi tốt, chất âm hay thì em sẽ luôn luôn cố gắng nhập về để phân phối cho tất cả bác nhá. Đó, đầu jack này. Dòng này em bán theo cặp nha các bác, bán theo cặp hết. Một cặp là 400. Sử dụng đầu jack đẹp chưa? Rất là đẹp. Đó, rất là đẹp luôn. Cầm rất là êm nhá. Đó, cầm rất là êm. Một cặp là 400 nhá. Dòng dây cho một chất âm rất là đều vậy ạ. Các bác sử dụng nghe nhạc vàng, nhạc bolero, tiếng rất là hay. Rồi, đây cũng là AV này. Đó, cũng là AV. Rồi, đi qua dòng dây ba lăng cái là AV. Cũng khá là nhiều nhá. Đây là ba lăng cái ra AV. Ba lăng cái ra AV thì để cho tất cả bác cắm từ những con vang số vang cơ xuống âm ly để mình nghe nhạc hát karaoke. Em cũng bán theo cặp như thế này. Đó, một cặp của nó nhá, hai sợi, mỗi sợi là 1 mét. Đầu jack canon là đầu jack chân đồng, cắm rất là êm, hàng công ty hết nha các bác. Đó, xịn chưa? Cắm từ vang xuống âm ly để mình hát karaoke, tiếng rất là hay, rất là khỏe nhá. Giá cũng là 400 ngàn một cặp nha các bác, 400 một cặp, em bao ship toàn quốc nhá. Rồi, đi qua những bộ dây ba lăng đực cái nhá. Đây là những bộ dây ba lăng đực cái này. Đó, ba lăng đực cái này. Cũng bán theo cặp. Đó. Em sẽ dắt để cho tất cả bác cùng xem. Các bác nghe này. Đó, sướng chưa? Nghe tiếng rất là ngọt. Đó, đầu jack này. Đầu jack chân đồng hết luôn. Loại này cũng bán theo cặp, một cặp là 400 nha các bác, một cặp là 400. Rất là chắc chắn, rất là bền và đặc biệt chất âm rất là hay nhá. Đó, bác nào có nhu cầu về những dòng dây tín hiệu của mã Intox này thì cứ liên hệ cho em nhá. Số điện thoại Zalo em để ở phía dưới nhá. Rồi, thì một lần nữa bên shop Hoàng Mạnh Audio Sài Gòn kính chúc tất cả anh em và các bác sức khỏe bình an và gặp nhiều may mắn nhé. Rồi, em chào tất cả bác, hẹn các bác ở các video clip tiếp theo. Xin chào.